Ok, có một cái lưu ý nho nhỏ khi anh em tháo cái ốp bình xăng. Anh em thấy trước mắt anh em là hai cái ốp bình xăng sát lý ha. Cái ốp bình xăng này cái việc tháo ra nó có một cái trở ngại, đó là gì? Thì anh em là xem chi tiết nha, xem đầy đủ nha, để tránh là bị gãy cái ngàm là mệt á. Đây, anh em thấy có một cái ngàm màu trắng ha, rồi một cái đây, rồi cái bên này, đây cũng có một cái ngàm màu trắng. Anh em xem nó cái cấu tạo nó như thế nào nha, chúng ta hãy xem trước. Đó, nó có hai cái móc hai bên ha, rồi nó luồn ngay cái phần mà cái ốp màu xanh này, nó đâm thẳng vào giữa ngay cái ngàm mà clip màu trắng này ha. Rồi thì cái clip này nó được cố định vào cái khung sườn trong đó, trong đây nè ha. Rồi trong cái ốp á, nó có hai cái miếng dán Velcro, đây anh em thấy màu đen này ha, hai cái miếng dán Velcro thì nó sẽ được hít dính đây, cái đây ha. Rồi một cái dưới này đó, nhìn nó vậy thôi chứ nó rất là dính. Rồi cái điều lưu ý ở đây là gì anh em? Tức là anh em không biết cách tháo, tháo không khéo là cái phần cái ngàm này nó sẽ bị gãy. Cái này đã bị gãy rồi nè, để mình gỡ ra cho anh em xem nha. Anh em vừa xem là anh em cũng biết được cái nguyên lý và anh em tháo cho nó đúng. Ở đây mình có một tay nên hơi khó chút xíu. Rồi, mình xin phép để camera để mình tháo ra. Và đây, khi mình tháo ra, anh em nhìn đây ha. Đây là cái móng gài, nó có một cái lỗ nhỏ xíu này ha. Và đây là cái clip rất là dễ gãy. Anh em xem cái cấu tạo nó nha. Hai cái chấu ngoài bè ra ngoài và hai cái chấu nó móc vào trong. Thì cái nguyên lý á, cái này nó sẽ gài vào trong đây ha. Muốn tháo ra được á thì chúng ta phải làm sao nong cho cái phần trong này nó hở ra nè, nó hở ra thì cái nguyên cái bệ này nó mới giật ra ngoài được ha. Nếu như anh em cố gắng bóp cái này vô nè thì nó sẽ khít lại, không thể nào mà đem cái ốp bình xăng này ra được. Và khiến tới cái việc là bị gãy cái chốt này, hai cái miếng Velcro nè, anh em tách nó ra sao cho cái ốp nó bị lỏng ha, nó lỏng ra. Rồi anh em sẽ lay lay hướng trên và hướng dưới ha, kéo dần dần ra ra phía ngoài ha. Mục đích á, là để tách cái phần clip này, tách rời luôn cái ốp bình xăng này, như vậy là sẽ tháo ra một cách an toàn, không bị gãy clip này ha. Nếu như clip này bị gãy thì anh em có thể dùng keo dán sắt anh em dán lại, vẫn sẽ tốt được, không có vấn đề gì ha. Ok. Rồi, như vậy hồi nãy mình chia sẻ với anh em là cái điểm lưu ý đối với cái ốp bình xăng khi mà tháo ra nó rất là dễ bị gãy cái clip gài. Còn cái việc mà tháo cái ốp bình xăng á, nó cũng tương đối nó dễ những khâu khác, chẳng hạn như là cứ khi tháo anh em là phải tháo một cái gài clip mà dạng nhấn á, có ốc mũ á, anh em tháo cái đó ra, với lại một cái con ốc ở phía trên bình xăng ngang. Còn sau khi tháo ra được cái ốp bình xăng rồi thì mình sẽ tiến hành là mình tháo cái bình xăng. Tháo bình xăng thì như hồi nãy là anh em sẽ tháo một một cặp bù lông ở phía đằng sau và một cặp bù lông ở phía đằng trước. Đó, cái này là mình đang tháo cái cặp bù lông ở phía đằng trước anh em ha. Thì cặp bù lông này thì chúng ta sẽ sử dụng cái socket, cái đầu khẩu số 10. Và cái con bù lông này nó được đánh dấu là số 7 anh em ha. Sẵn mình nói luôn là cái cặp bù lông đằng trước và đằng sau gắn cái bình xăng vào cái thân sườn á, cái lực siết của nó là 7 Newton mét anh em nha. Rồi thì anh
thực hiện tháo bình xăng rồi làm tất cả này nọ là mình cũng phải tốn thời gian nghiên cứu, rồi mình làm dựa trên những cái kiến thức mình biết được và cái cơ sở khoa học. Chẳng hạn như cái bước này nè, là đây là lần đầu tiên mình tháo cái bình xăng này ra, do đó có một số chi tiết mình không có biết được, do đó mình sẽ làm dấu. Chẳng hạn như thế này là mình làm dấu bên phải và bên trái ha, ký hiệu chữ left và right, để lúc mình tháo ra đó và lúc ráp vô thì nó sẽ chính xác, nó không có bị sai lệch vị trí. Rồi anh em thấy là cái bát đằng sau ha, nó có cái bát này có miếng cao su phía trên và ở dưới nó có hai cái miếng cao su hình elip á, rồi giữa hai cái miếng đó nó có một cái con hắc, một con hắc kim loại đó, anh em thấy ha, mình đánh dấu hai bên left right rồi đó, để lúc gắn vô thì nó như cái chi tiết ban đầu, nó đỡ bị sai số sai lệch. Rồi để mà tháo cái bình xăng nè, trước hết là mình sẽ phải rút cái sợi dây. Sợi dây này là nó dạng như là nó thông giữa cái bình xăng với bên ngoài đó, khi mà trường hợp bị nước vô á, nước mưa hay gì đó thì nó sẽ chảy ra cái cọng dây này. Thì trước khi mà tháo cái cọng dây xả những cái cặn nước trong bình xăng á, mình sẽ đánh dấu lại những cái vị trí mà đã được luồn đó, mình đánh dấu ba vị trí ha, một cái là gần chỗ dây phanh đằng sau, một cái là ngay cái khung sườn đây nè, anh em thấy nè cái đường đi của cọng dây ha, nó ngay cái khu vực là cái dây phanh nè, rồi tới phần ngang khung sườn nè, rồi nó luồn lên trên có cái bát ha, và nó được nối với bình xăng. Thì tại sao không kéo chỗ bình xăng ra luôn, tại vì nó rất là chặt anh em à, mà cái diện tích nó nhỏ quá, do đó thôi mình rút cái sợi dây này ra luôn. Thì anh em nếu mà tháo được cái sợi dây này từ bình xăng thì anh em cứ tháo thôi, không có vấn đề gì cả. Còn này là mình dùng phương pháp mình rút nguyên cọng dây luôn hen. Tùy anh em linh động thôi, anh em thích làm cái nào làm cái đó. Rất là dơ luôn nè, để mình soi phần đáy cho anh em xem là nó được kết nối như thế nào nha. Đây là cái dắt bơm xăng nè, dắt xăng đến kim phun nè, và một cái cọng dây nó nối từ bình xăng xuống cái hệ thống evap ha. Đó, để mà tháo tách khỏi bình xăng anh em sẽ tháo ba cái cọng dây đó nha. Đây mình quay cho anh em xem để nắm được cái những cái mấu chốt để chúng ta làm. Đó, cái dắt bình xăng nè anh em thấy không, cái dắt dây kim phun á nó có một cái lẫy đó, lẫy màu trắng á, anh em sẽ phải đẩy thì anh em mới rút ra được sợi dây đó. Em lưu ý ha, nhớ coi đầy đủ từ đầu tới đít luôn, để nhiều khi chúng ta coi giữa chừng á thì chúng ta bị bỏ sót một số cái điểm mấu chốt. Rồi tiếp theo một cái vấn đề nữa là lưu ý khi mà tháo cái bình xăng, thì để mà tách tháo cái bình xăng ra bên ngoài luôn á thì anh em là cần phải tháo một số cái đường dây và cái chốt như sau. Thì trước mắt anh em á, đó có một cái ống nó đã bị tháo dời. Cái ống này là cái hệ thống dẫn cái hơi xăng hoặc là những cái xăng nó trào ra ngoài đó, thì nó dẫn vào cái hệ thống evap ha. Thì chúng ta sẽ tháo cái clip đó, tháo cái ống đó. Ống đó thì nó được gài bởi một cái clip giống như thắt cổ dê á, chúng ta dùng kềm chúng ta bóp vuột nó xuống dưới cho nó lỏng rồi chúng ta kéo ra là ok. Rồi tiếp đó anh em nhìn xuống phía dưới, cực dưới của cái bình xăng, đây là một cái bơm xăng ha. Thì anh em phải tháo hai cái mấu nữa. Thứ nhất là cái ống dẫn xăng từ cái bơm xuống cái kim phun ở bên tay trái anh em á, đó chỗ mà mình bọc ni lông á. Thì để tháo cái con này thì anh em lưu ý nó có một cái chốt, anh em sẽ đẩy cái chốt mỏng ra phía đằng sau và nhấn cái chốt đó xuống, nhấn sâu xuống nha, nhấn sâu xuống rồi anh em rút cái sợi dây ra ngoài là ok. Thì anh em nhớ là phải nhấn sâu xuống thì anh em sẽ rút ra dễ dàng, còn nhấn không đúng á thì nó sẽ không có gỡ được đâu. Rồi anh em sẽ tháo cái dắt tín hiệu và dắt điện cho cái bơm xăng, cái phao xăng anh em thấy nằm dưới này ha. Thì cái phần mặt đáy nó có một cái lẫy, anh em bóp cái lẫy đó nhằm nó bật cái
tách rời cái phần móng gài của cái bơm xăng nè, và chúng ta kéo ra ngoài. Thì sau khi mà anh em gỡ ba cái sợi dây đó, ba cái dắt đó, anh em tháo bốn cái con ốc, anh em có thể là đem cái bình xăng này ra ngoài rất là dễ dàng ha. Rồi chỉ có vậy thôi.